Hey what's up guys, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Cách đây vài tuần thì Supreme có release một cái item rất là thú vị. Đó chính là những chiếc bánh Oreo Supreme. Như mọi người đọc tiêu đề thì ở trong vlog hôm nay mình sẽ trải nghiệm ăn thử Supreme Oreo. Thì ở trong này mình có mua một vài vị khác của Oreo Supreme. Thì chúng ta có vị truyền thống này, original này. Đây là vị Golden mà mình cũng không rõ thì Golden là nó như thế nào hết đấy, để tí nữa chúng ta cùng thử nhé. Và cuối cùng thì Birthday Cake, ý là nó có cái điểm nhấn đó chính là những cái cốm. Mình nghĩ là cốm nhìn giống như bánh sinh nhật đấy. Ok thì bây giờ mình sẽ thử những vị original trước nhé. Ok thì mình có một cái cốc sữa ở đây rồi thì chắc chắn là mọi người đều biết một cái bí quyết khi mà mọi người ăn Oreo đúng không? Mình có cảm giác đây sẽ là một cái video ASMR rồi hơn là một cái video review về một chiếc bánh Oreo Supreme. Bây giờ mình sẽ mở cái vị original này trước nha. Sự mà nói thì đối với những vị original thì mọi người đều ăn rất là nhiều đúng không? Mình thì mình cũng đã ăn qua ở Việt Nam, ở bên này ăn cũng khá khá rồi. Ok, thì đầu tiên chúng ta sẽ xoay bánh, nếm kem. Nhìn nếm hàng nghìn lần cái vị của nó là vị đường chứ phải vị sữa. Có một bước nữa mà mọi người không có để ý đó chính là chúng ta phải gập cái bánh lại như vị trí quan đầu. Sau chúng ta sẽ chấm sữa. Giờ ăn thử. Ngon thì không có quá là ngon đâu, nó cũng không có khác gì những khi mình ăn bình thường. Cái khác cái là ướt. Thứ hai là vị sữa không đường nó sẽ làm bớt đi cái vị ngọt của cái bánh Oreo. Và vì ở nước ngoài những món bánh, những món tráng miệng, dessert, snack thì họ làm một là mặn, cực kỳ mặn, hai là ngọt, cực kỳ ngọt, ba là cháo vị gì cả. Tiếp theo chúng ta sẽ đến vị birthday cake. Cái việc mà mình ăn một hai cái mà mình bỏ mở cái bọc như vậy thì thật sự là nó rất là phí. Nó không có một hai thanh như là cái của Oreo Supreme. Nhưng mà tí nữa mình sẽ chỉ cho một cách để mà có thể tiêu thụ hết đống bánh này mà không cần phải ăn dặm, không cần phải ăn mà ăn chật ớt tiếc ấy. Cái phần kem của nó dày hơn cái vị original hơn một chút và nó có mùi hơn. Mùi đây thì mình không rõ, để mình nếm thử đó. Đơn giản là chỉ là một vị ngọt thôi, không có vị gì khác cả. Đối với những bạn nào mà hay ăn cái cốm mà dành cho trẻ em và thường hay bán là những cái hiệu thuốc ấy, thì mọi người sẽ thấy nó hoàn toàn giống nhau khi mà chúng ta ăn cái vị birthday cake này. Mấy bữa nay mình tập bụng, mình tập, nói chung là đang trong quarantine, mình tập thể dục và mình đang get fit rất là nhiều. Vậy mà ăn ngày hôm nay vô chắc tăng lại như ban đầu quá. Ok, chúng ta sẽ cùng đến với vị cuối cùng, chính vị golden. Thì cái vị sữa nó cũng giống như là vị original thôi. Cái em mình vô tình mình làm dây ra hai mặt này. Nó cũng chỉ là vị đường mà, không gì đặc biệt cả. Chúng ta sẽ cùng đi tới việc chấm sữa rồi ăn thử nhé. Theo mình thấy thì cái vị này thì nó đỡ ngọt hơn một chút, giống kiểu mấy cái bánh biscuit bình thường hoặc cookie bình thường mỗi hand ấy. Sau khi mà đã ăn thử ba cái vị kia thì mình thấy nó khá là ngon. Đặc biệt là cái vị Golden Oreo thì nó bớt ngọt hơn một chút. Cái vị birthday cake thì ngọt khá là nhiều. Và cuối cùng là vị original giữa. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với nhân vật chính của ngày hôm nay, một chiếc bánh Supreme Oreo. Nhưng mà các bạn đã biết rồi thì Supreme là một cái thương hiệu bán những món đồ rất 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 là vô thưởng vô phạt. Cần cũng không cần, mà không cần thì không được, kiểu thế. Ví dụ là chúng ta có một cái sẻng bật lửa và rất là nhiều những món linh tinh khác nữa rồi. Và gần đây cũng thế, trong đó có cả cái này. Bây giờ mình sẽ thử unbox cái cookie Oreo để xem coi là nó có xứng đáng với 500 nghìn mọi người bỏ ra để mua một thanh không nhá. By the way thì mình mua Supreme Oreo bên Canada thì nó rẻ rất là nhiều, rất 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 là nhiều luôn. Oh, may quá, bánh không bị vỡ. Thường thì nhiều người ta nhận được thì bánh bị vỡ rồi. Thì chúng ta có một mặt hình Oreo, mặt phía sau rất là fancy luôn, hình Supreme. Và mình thấy đã có rất là nhiều người bán hàng giả phát trên Shopee hoặc là một vài địa điểm bán hàng trên mạng khác. Thì mọi người hãy cẩn thận, tại vì nó là đồ ăn mà đặc biệt cái là màu đỏ, nó có phẩm màu nữa. Cho nên mọi người hãy là một người tiêu dùng thông minh, lựa chọn những nơi mà uy tín để mà mua nhé. Chúng ta cũng sẽ làm theo từng bước, xoay bánh, nếm kem. Kem này mình thấy nó không khác gì những vị kia. Xoay lại và ăn thử. Thật sự mà nói là mình không có cảm nhận được nhiều cái vị của cái Oreo Supreme. Mình chỉ cảm nhận cái vị kem thì nó giống như những cái Oreo Supreme khác.
như bánh Oreo khác. Nhưng mà cái bánh Oreo Supreme thì mình thấy nó cái mùi rất là lạ. Theo như mình thấy thì nó bị ám cái mùi của cái tờ giấy á, nhưng mà nó hơi ngọt một chút xíu. Nó hơi ngọt so với cái original, nhưng mà nó không ngọt bằng cái birthday cake. Đây là cái thứ tư mình ăn và mình đã bắt đầu thấy khá là ngán. Chúng ta vẫn còn hai cái Supreme Oreo nữa. Và mọi người thấy trên mạng lúc mà chiếc bánh này vừa mới được release á, ví dụ như là một sneakerhead, một hypebeast đã đổ sữa vào trong đôi Air Fox One Supreme, xong rồi anh ấy dùng Oreo Supreme chấm để ăn. Một người khác thì anh ấy dùng đắp rất là nhiều lớp kem lên một chiếc bánh Oreo giống như hamburger vậy, đắp kiểu mình nghĩ là có cả trăm cái bánh Oreo ấy. Kiểu mình lúc đó mình thấy kiểu what the fuck, kiểu how can you do that, kiểu nó rất, cái bánh Oreo rất là đắt tiền, $8 cho một pack, và so với đô la Việt Canada thì nó khoảng tầm $16 hay là hơn thế, mình không rõ. Để có thể sở hữu được một chiếc bánh này ấy cũng không phải là dễ, và để ăn được nó ấy thì cứ ăn như bình thường thôi, có gì đâu. À, by the way thì bánh nó cũng không có vị mùi tiền lắm đâu nếu mọi người mua với cái giá ở Canada nhá, cũng khá là bình ổn ấy. Còn ở Việt Nam thì mình thấy khá là đắt, có lẽ mọi người ăn có thể người thấy mùi tiền. Thôi thì mình sẽ chén nốt cái này và kết thúc video thôi. Nếu mà mọi người muốn mua để mà ăn thử trải nghiệm thì mình cũng khuyên là mua một pack thôi là đủ rồi, ăn thôi là đủ ngán rồi, tại vì mình thấy khá là ngọt. Với hạn sử dụng nó cũng không có quá là lâu đâu nha, đến khoảng 29 tháng 6 này theo mình thấy thì nó sẽ hết hạn đấy, cho nên là mọi người nếu muốn mua thì mua nhanh nhanh lên nha. Ăn cũng khá là ngon, thật sự mà nói là như vậy, ăn cũng khá là ngon, không đến nỗi nào. Đây là cái bánh nằm ở trong cái chiếc bánh thứ ba nằm trong pack, thì mình thấy nhìn như kiểu là đã có ai ăn sẵn rồi, kiểu người ta thèm quá người ta cắn mất một cái miếng sữa ở trong này, miếng kem ở trong này ấy. Mình sẽ để cho cái kem double cream để ăn xem như thế nào nhé. Nó ngọt vãi chưởng, nó ngọt dã man, và lỡ mình để phẩm màu rồi. Ôi, dã man. Quên nữa, vừa rồi mình có nói cho mọi người rằng là mình có chia sẻ với mọi người mình sẽ làm một cái món bánh Oreo tự chế mình xem được trên mạng, thì nó sẽ giúp cho mọi người khi mà làm món này để mà ăn ấy, nó sẽ đỡ ngán hơn so với việc mà cứ rộng cả cái đống Oreo trong mồm. Cái đầu tiên để làm được cái món bánh này thì không khó, chúng ta chỉ cần chuẩn bị khoảng, thì chúng ta còn chuẩn bị cho mình khoảng 4 chiếc bánh. Sau chúng ta sẽ kiếm một cái đồ gì đấy, ví dụ một cái giã. Ok, sau khi mọi người đã giã nát cái bánh ra thì mình thấy không có cần phải quá vụn đâu, chỉ cần vừa vừa là đủ rồi. Sau đó chúng ta sẽ bỏ thêm một chút sữa. Thế mình thấy thì chỉ cần bỏ vừa với cái phần mặt của nó thôi, không có cần phải bỏ quá nhiều đâu. Nếu mà bạn nào mà ăn không có ngọt ấy, thì chúng ta bỏ nhiều sữa không đường vào một chút xíu để mà có thể giảm cái vị ngọt của bánh đi. Và công việc cuối cùng của chúng ta đó chính là bỏ vào lò vi sóng và hầm nóng lên thôi.